Alo, xin chào anh chị, các bạn mà yêu mến cá cảnh ha. Thì mà anh chị đến với kênh của em thì hôm nay em chuẩn bị soạn cái bồn rồi mấy anh chị. Để chuẩn bị em thả mấy con cá chép sư tử mấy anh chị. Đây mấy anh chị thấy không? Cái bồn của em là dài là 9 tấc mấy ha. Đây em làm bộ lọc hàng luôn nè. Đây của em có 4 họng. Đó mấy anh chị thấy ha. Thì này em mua chưa có đủ nữa để nó còn ít quá. Thì từ từ em mua thêm. Thì hiện tại giờ em mới xử lý nước rồi mấy anh chị. Để chút xíu em đi bắt mấy con cá về. Do cái bồn này của em là cái bồn cũ chứ không phải bồn mới mấy anh chị. Bởi vì kiến nó cũng đục quá. Nhìn chưa không có trong, nhìn chưa có đã. Đây đó mấy anh chị thấy không? Thì hiện tại giờ cá chép sư tử thì đang nổi rồi mấy anh chị biết rồi. Đây, để em review em làm cho mấy anh chị coi, anh chị nào yêu mến cá cảnh thì coi với em ha, chia sẻ mình đam mê chơi chung. Đây mấy anh chị thấy không? Tiền chút xíu nữa đây. Chủ cá người ta bắt cá mới về thì em nha, đi qua em lựa rồi em về em quay cho mấy anh chị coi ha. Đó, mấy anh chị thấy không? Thì đây chủ yếu mình chơi làm sao cho nó đỡ tốn tiền nhưng mà nó được đấy mấy anh chị. Mấy này kiến thì chủ yếu em tận dụng là mấy kiến cũ chứ cái bồn cũng bồn cũ nữa. Đó. Giờ em mới có đổ nước vô à. Em chạy lên cho nó hạ clo chứ mà nó mấy cái keo á mấy anh chị, mấy cái mùi đồ này nọ đồ. Chút xong em xả nước này bỏ em đổ nước mới vô. Ở đây em có chuẩn bị thùng nước nữa nè. Đây hồi em về em bỏ mấy con cá vô lần cho nó quen với cho nó tỉnh cái rồi à, mình mới xử lý ha. Chứ chút xíu em mua thêm mấy cái đồ lọc, mấy cái đá với cái miếng dán ở ngoài sau đít. Đó mình vậy thấy không? Ôi đam mê cá cảnh thì nó cực quá mình gì ơi, cực khổ quá. Đủ thứ hết. Đây thì em quay sơ sơ lúc chuẩn bị bồn cho mấy anh chị coi ha, để như thế nào. Em thì em xài cái bơm thường thôi chứ không có đắt tiền gì hết. Rồi thì xin mời mấy anh chị đảo lại kênh coi em thả cá ha. Khi nào em bắt cá gì em thả thì em quay tiếp cho mấy anh chị mình coi ha. Em cảm ơn mấy anh chị nào thích thì cho em xin một đăng ký ha. Để.